Cha mẹ học cách tiết kiệm với con cháu mới mong tuổi già an nhàn hạnh phúc. 1. Tiết kiệm tiền bạc. Rất nhiều cha mẹ đến tuổi xế chiều vẫn mong để lại tiền bạc của cải cho thế hệ sau, bớt vất vả. Tuy nhiên, cha mẹ chỉ nên hỗ trợ, đừng thay con cái lo toan vấn đề tài chính. Nhiều người con khi được cha mẹ lo toan cho mọi thứ, sẽ hình thành thái độ sống phụ thuộc, không muốn lao động mà trở nên lười biếng, thui chột, ý chí phấn đấu. Khi về già, thay vì để lại hết tiền bạc cho con cái, cha mẹ cũng nên tiết kiệm cho riêng mình, chuẩn bị cho mình một khoản tài chính thật vững chắc. Con cái khi lớn lên cũng sẽ có gia đình riêng, có không gian riêng, không thể luôn kề cận bên để chăm sóc. Lúc này, nếu chẳng may bạn đổ bệnh hay gặp chuyện cấp bách thì vẫn có thể tự lo liệu mà không cần đến con cái. Tiết kiệm nhà cửa. Không chỉ tiền bạc, nhiều bậc cha mẹ thường có suy nghĩ sẽ để lại nhà cửa cho con cái. Tuy nhiên, điều này cũng ẩn chứa rất nhiều rủi ro, cần phải xem xét kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Có những trường hợp khi cha mẹ còn sống, làm thủ tục tặng cho nhà cho con cái xong, bỗng trở thành người đi ở nhờ con cái, nảy sinh rất nhiều điều bất tiện. Bên cạnh đó, việc giao nhà cửa lại cho con cái quá sớm cũng có thể là nguồn cơn khiến không ít trường hợp tình trạng anh em trong nhà tan nát vì tranh giành tài sản của cha mẹ để lại. Nhiều người con vì lòng tham mà gây ra mâu thuẫn trong gia đình. Do đó, nếu cha mẹ có tài sản hay nhà cửa, hãy cân nhắc nên để lo cho bản thân trước, còn lại bao nhiêu thì lập di chúc để lại cho con cháu. Hơn nữa, nếu có gia sản để lại cho thế hệ sau, bạn cũng nên tính toán kỹ lưỡng để tránh việc xảy ra tranh chấp trong nội bộ gia đình. Việc tiết lộ cho con cháu chuyện thừa kế quá sớm sẽ có những việc mà cha mẹ không lường trước được.